Quý thính giả thân mến, chương trình sân khấu truyền thanh hôm nay đến với quý thính giả vở cải lương Bến Đò Thương của soạn giả Viễn Châu, với sự tham gia của các nghệ sĩ Minh Dương trong vai Lý Thế Quân, Phượng Liên trong vai Ngọc Hồ, Tố Loan trong vai Mỹ Lan, Thoại Mỹ trong vai Mỹ Dung, Kim Ngọc trong vai Vũ Báo, Phương Quang trong vai Vũ Lão, Bảo Quốc trong vai Nguyễn Lương, An Danh trong vai Vũ Quý, Hoàng Hải trong vai Hổ Thần, Giang Thảo trong vai Triệu Tuế và Đăng Quang trong vai Triệu Tứ. Mời quý thính giả cùng thưởng thức. Gặp nhau mà sao lòng
nghe chớ nặng hình bóng của ai kia đeo đằng bức không đời. Thank you.
46 công trình. Nghĩa là đến nay nếu còn tại thế, lão đã thành một cụ già lục tuần 80. Trên thế gian không thể có hai người cùng cải một cung đàn quái quỷ yêu ma. Còn không, chính hắn, chính từ ngắn đây rồi hắn đã trở về trước khúc nhà quan gia. Vậy cái định làm gì? Tìm cái kẻ tổ nhạc. Em phải hắn là người của 15 năm trước đây. Dạ đi. Vậy? Em hãy đưa ta đi tìm tới người giáo nhạc vừa rồi. Dạ, người ấy ra sao? Có lẽ là một lão già chừng 60 tuổi. Ta biếu lão một chút đỉnh vàng và bảo nên đi khỏi nơi đây ngay. Đi em đi. Dạ. Anh Thế Quân nè, theo chuyện anh vừa kể thì ra thân phụ của anh chính là... Đừng có hỏi nữa. Tôi còn quý mến cảnh này nên tôi chưa có rời bỏ được. Tiểu Thê, mẹ em nhờ thuốc của hai ông đây mà khỏi bệnh đó. Vậy à? Dạ. Em hỏi thăm xem, hai ông có thấy một ông lão chừng 60 tuổi mang đèn đi ngang qua đây không? Dạ không, tôi không thấy. Mỹ Lan. Dạ. Vậy thì ta đi tới chút nữa xem. Dạ, dạ chào hai ông à. À nè nè, anh Thế Quân à, anh nói gì mà anh nói dữ vậy anh Thế Quân? Tôi ngó hồi nào? Nếu anh chẳng ngó, ngó nào đi, kiểu ngó đáng hồ nghi. Mình đi, giống tôi chứ còn gì. Đừng nói bậy ai si tình lẽ vậy. Kìa, yeah, hãy nhìn lại kìa, có người kiếm mình. Dạ chú kia. Dạ. Thấy lão già nào lý lý. À, chính nó đây rồi.
phải ngài là quan lĩnh Lâm Viên Triệu Tuế chăng? Và có phải mày là một tên phù thủy biết thuật cải lão hoành không? Mày đi xem tiếng nhạc 15 năm xưa về đây, báo quá! 15 năm? Tôi nhớ ra rồi. 15 năm? Tôi không thể nào quên được con mắt của ngài. Ta không quên được đôi mắt của nhà ngươi. 15 năm trước tôi gặp ngài, nhưng ngài thì chưa bao giờ gặp tôi. Ta không thể nào lầm được. Chính ngài đã lầm. Vì lúc đó tôi chỉ là một đứa bé lên 10, đứng lấp lét đứng sau một đám đông để nhìn ngài. Ngày đó nhà ngươi chỉ là một đứa bé. Phải. Còn ngươi mà ngài buộc tôi chính là cha tôi. Hả? Vậy ra nhà ngươi là con trai của gã họ Lý. Phải. Đúng. 15 năm trước ngài đã bắt cha tôi. Để rồi đến con sông tại nhà sống nhồi cuồng cuồng điều nó xui ngài sai cột chặt chính tìm cha tôi chân tâm quanh xuống vừa dòng kịp thấy con là như chập trùng mẹ tôi đau kêu gào thank you.
kẻ phi nhân nào hung dung không đòn trừng phạt. Trưng tiểu lưu danh ngô dương quyền bia tạ là tấm gương muôn đời dày thiên an cho ngàn sao. Quan lĩnh dòng máu Việt trong ngài chảy đi đâu, sao ngài biết giáo cứ giặc ngoài sử quan đập vào lũ thần. Ngài không theo con đường do coi chừng cũng chịu chết như cha mày. Phụ tôn, phụ lại phụ tôn, xin cha hãy tha chết cho người này. Tại sao? Vì chàng vừa chữa bệnh cứu sống thân mẫu của Mỹ Lan, cô nữ tỳ gần gũi nhất với con. Nhưng nếu kiếp đàn quy sẽ hủy diệt sự nghiệp của cha, con nghĩ thế nào? Con nghĩ điều ấy thật là vô lý, không thể xảy ra được. Đúng là đại sự không có chỗ trong bộ óc đàn bà. Con hãy trở về quê phòng ngay, đừng đem vào việc quan việc nước. Đi. Dạ. Đi. Kính chào quan huyện lệnh. Dạ. Nàng nào xinh đẹp tuyệt trần vừa bước ra vậy? Dạ thưa, dạ đó là ái nữ của tôi. Chẳng ai ngài phó tướng sang đây có chuyện gì? Thứ sử dưỡng phụ tôi sai tôi qua mời ngài đêm nay sang đại phủ vui đại yến. Ô, thiệt là vạn hạnh vạn hạnh. Thứ sử dưỡng phụ tôi là người ưa thích đờn ca xuân hát. Yeah. Sau những cái giờ trận mạc hay ngồi ở công đường. Yeah. Hôm qua người nghe bên kinh có tiếng nhạc trỗi lên, vì vậy đêm nay người mới mở đại yến mời ngài và nhắn ngài cho đưa gã nhạc công đó sang giúp vui trong tiệc rượu. Tư sử muốn nghe gã nhạc công đó sao? Phải, chắc chắn anh ta sẽ được trọng thưởng và ngài cũng được khen tặng. Thôi tôi xin kéo về phục lệnh. Dạ. Tư sử muốn nghe khúc nhạc ấy. Trời ơi, có phải chăng thảm họa năm xưa được tái diễn? Mỹ Đông! Dạ! Dẫn tụ dân trở vào! Đi! Đi! Mở tiền cho gã, chọn cho gã một mâm cơm tươm tất, lấy quần áo mới cho gã thay. Tôi cần ăn cơm, nhưng quần áo thì như vậy được rồi. Thì lệnh ta không được cãi! Đi! Đi! Trời ơi là trời! Tiểu thơ có vẻ mừng quá vậy. Ừ, ta
nhìn thấy cô nương và nghĩ thầm rằng nếu được nhìn gần hơn nữa, có lẽ cô nương đẹp gấp trăm lần. Xin ngài miễn thứ, tôi không thể nán lại đây lâu. Tôi biết nàng là gái gia phong lễ giáo, nhưng tôi không thể làm ngơ trước một giai nhân. Ngài hơi sổ sàng rồi đó. Đời tôi chưa từng thấy một cánh hoa hương sắc như nàng. Tôi cấm ngài lố lăng bẩn cực. Nàng đừng quên, tôi vừa là phó tướng, vừa là con nuôi quan thứ sử. Người nắm trọn quyền sinh sát trên đất giao châu này, tất cả đều là của người. Như vậy thì phân nửa phải là của tôi. Rất tiếc, không có tôi trong phân nửa đó. Bây giờ thì chưa, nhưng mai kia khi đã là vợ là chồng thì đầy dơi đó xin tôi. Chỉ qua tiếng phôi mối mai đến nơi nàng đã trở thành của tôi. Đừng nên gây cổ mất nhiều. Từ sáng sớm và nhờ đó con được gặp một người. Thế à? Dạ. Rồi sao con có vẻ băn khoăn vậy? Dạ. Dạ thưa dưỡng phụ, vì con sao? Muốn xin dưỡng phụ cưới cho con người ấy. À, vậy nghĩa là con vừa gặp một cô gái đẹp. Dạ đẹp. Rất đẹp phải không? Dạ rất đẹp. À. Dạ dưỡng phụ. Ta biết lắm mà. Dạ. Một khi phó tướng hộ thần khen thì phải là một người đẹp như tiên nữ giáng phàm. Dạ. Sao? Nàng đó tên gì? Con cái nhà ai? Dạ thưa dưỡng phụ, nàng tên là Triệu Ngọc Hồ, ái nữ của huyện lệnh Triệu Tuấn. Ồ, thế thì hay lắm. Được rồi, để ta liệu cho. Đại yến đã sẵn sàng rồi chứ? Dạ sẵn sàng rồi ạ. Dạ thưa dưỡng phụ, quan khách bên dinh huyện đã tới. Được, rước vào. Thưa dân. Dạ kính chào ngài thứ sử. Dạ kính chào ngài phó tướng. Hạ quan vâng lệnh đưa gã nhà công sang hầu. Gã nhà công đây à? Dạ. Ồ, quả là một trang nam như anh tuấn. Chỉ tiếc cho tấm thân bại thước, không đi vào đường võ mà lập công danh, lại theo nghề chơi nhạc đánh đàn. Thật phi một đầu tài trẻ. Ta thì cứ tưởng hắn là người mảnh mai gầy yếu hay là một lão già lũ khổ. Ai ngờ mạnh khỏe, khôi ngô, mắt sáng. Này, nhà ngươi tên gì? Tôi tên Thế Quân họ Lý. Lý Thế Quân, đêm qua ta đang ngủ say cho giấc mộng hãi hùng, thấy mình lang thang đi lạc giữa rừng. Trong một đêm đêm mịt mùng ghê rợn, đâu đó bất thần vang vang tiếng kêu la, bảo phải trở ra không thì tuyệt mạng. Giữa lúc ta thiếp kinh tâm hồn bất loạn, chợt tiếng nhạc dịu dàng khe khẽ nổi lên. Bởi thế cho nên ta giật mình thức dậy, tiếng nhạc êm tai vẫn còn vang lại. Nó như nhúc lên cao làm cho ta say đắm, và cũng là lần đầu ta phải chịu khen hay. Tôi ngạc nhiên vì một lão tướng, ngài lại thích cung đàn điệu nhạc tiếng tơ dung. Tinh khí của ta kể cũng lạ lùng, đông đám anh hùng chỉ có một mình ta. Này, huyện lệnh. Dạ. Ông có thích nhạc không? Dạ, dạ bẩm, dạ hạ quan cũng biết thưởng thức chút đỉnh. Vậy thì đành trách ông đó nha. Dạ. Có kẻ tài hoa trong nhà mà không cho ta cộng hưởng. Dạ, tại vì nó từ xa mới đến. Vậy à? Dạ. Này nhạc công, ta tạm thưởng cho nén vàng. Lát nữa quan khách nhập tiệc, người phải chọn khúc nhạc nào hay nhất đàn cho ta nghe. À, bây giờ thì còn sớm, huyện lệnh hãy theo ta ra hoa viên có việc cần bàn. Dạ xin vâng à. Nhạc công, nhà ngươi học đàn từ hồi nào? Dạ từ ngày chập chững đi à. Ta học võ từ ngày cưng chừng. Giờ
giờ đây ta đã trở thành một chủng tướng lẫy lừng trước ba quân. Với đường gươm mũi giáo có sức địch muôn người, xa đường sai lấy máu, kẻ tiền dân không dám sánh với ngài. Không, ngươi cũng là một danh nhân, với ngón đàn quyến rũ làm tiếng đảo lòng người. Nào hãy đàn ta nghe thử. Dạ, vì không được lệnh nên khi sang đây tôi không có mang theo đàn. Đàn thì phủ cư sử không thiếu. Quân đã lấy cho ta một cây đàn. Nhạc công, đàn công. Ngài muốn nghe đàn, sao lại quăng đàn dưới đất? Đó là một kiểu ra lệnh, ta quen vậy rồi. Là một tay gươm ngang dọc sông màu. Thì cũng phải cho tôi được quyền dùng tiếng đàn để mưu đồ đại sự chứ. Bởi vì giữ phụ ta không ao ước nghe tiếng đàn của nhà ngươi, thì nhà ngươi đã chết ngay rồi. Ta chờ xem khi giữ phụ ta hạ lệnh cho nhà ngươi đổi nhạc, nhà ngươi sẽ ăn nói ra sao. Nếu thứ sử thích nghe nhạc, tôi sẵn sàng làm vui lòng một kẻ biết thưởng thức. Bằng ông ta cũng dùng kiểu ra lệnh như ngài, thì tôi vẫn sẽ trả lời như đã trả lời với ngài vừa rồi vậy. Nhà ngươi nên nhớ, tiếng đàn của nhà ngươi không bảo vệ được nhà ngươi mãi mãi đâu. Tôi biết như vậy lắm. Nếu có người đưa gươm kề cổ, có lẽ nhà ngươi chỉ biết gian sinh. Không, tôi không gian sinh, mà sẽ nói với người ấy rằng, nếu muốn giết ta một cách anh hùng, thì hãy cho ta mượn một thanh gươm và giết cho ta một bút linh. Người này có quyền đi ra khỏi nơi đây. À, tôi nhà công học tội làm kiếm sĩ heo. Được, gươm đây. Cảm ơn. Còn giấy lệnh, với giấy lệnh tiễn này, ngươi sẽ ung dung rời khỏi dinh thứ sử sau khi hạ được ta. Cầm lấy. Một lần nữa xin cảm ơn. Không cần, hãy giữ mạng. Đạo chứ. Bỏ tứ hộ thần, ta muốn biết cớ sao người quán ta tao muốn giết mày. Mình có gì là quán gia, tao phụ mày. Nếu thẳng thắn mà nói ra, quán phụ nào phân rồi cho dù thân thế luôn xa, chết cũng đành nhắm mắt không kêu ra. Vì ngọc hồ táo quyết chung kiếp thử chuyện mày, ngọc hồ nào ai biết người đẹp nhất chung này. Con gái ngài quyền lực đồng quyền đàn yêu mày mà tao lỡ đường mà thì vì nghe nên người tức giận, nhưng giết ta rồi có ép được nàng không? Khỏi hỏi dài dòng tao phải rửa xong. Ai à, ai à, ảo kiếm pháp thật khốn nạn. Tao quên nói cho người biết trước, ta cũng có học võ ngay từ lúc học đàn. Vết thương không sâu lắm đâu, bó thuốc vài tuần căn là khỏi. Tạm biệt bó thuốc. Ổ thần, thật khốn nạn. Ổ thần có, cha đã xin nguyện lệnh gả ngọc hồ cho con rồi đó. Vậy con hãy lại ra mắt nhạc phụ đi con. Sao vậy nè? Hả? Mau, mau ra nhiều quá. Trời ơi con tôi sao vậy nè? Hổ thần, con. Vậy cha, yến tiệc bên dinh thứ sử sao tăng xuống quá vậy? Yến tiệc đã bại ngay từ lúc bắt đầu con à. Ủa, có biến sự gì không thưa cha? Gã họ Lý đã trốn thoát. Không hiểu sao nó lấy được một thanh kiếm, đâm phó tướng hổ thần trọng thương rồi mất dạng. Lạ quá, dinh thứ sử có biết bao nhiêu là quân canh. Cũng quái gở như chuyện thanh kiếm. Nó có một lệnh tiễn được quyền tự do ra khỏi dinh thứ sử. Ta nghi chắc nó phải là một tên phù thủy chẳng sai. Dạ không đâu thưa cha, người ấy chỉ là một danh tài bình thường, một nhạc công giản dị. Dạ nghe con nói mà cha lại hết sức băn khoăn. Cha, con đã nói gì sơ tất không hả cha? Ngọc Hồ con. Dạ. Con đã lớn khôn rồi, công ngôn dung hạnh đều học đủ. Có lẽ đã tới lúc
cần đặt gia thất cho con. Nhưng con chưa có nghĩ đến chuyện xa cha mà. Cha cũng nào muốn xa con, nhưng đây là lệnh. Hả? Lệnh? Ai dám ra lệnh chia cắt cha con mình? Lúc nãy trước giờ nhập tiệc, thứ sử ngài gọi cha ra giường ngỏ ý hỏi cưới con cho dưỡng tử của ngài là phó tướng hổ thần. Hả? Rồi cha có đồng ý không hả cha? Con phải biết, một lời ngỏ ý của thứ sử chẳng khác nào là lệnh. Trời ơi, lệnh của thứ sử. Phải, lệnh của thứ sử. Sáng sớm mai, cha phải dứt khoát trả lời. Mà câu trả lời chỉ có thể gói gọn trong hai tiếng xin dân. Con, cha, trời, con khổ lắm. Con khổ lắm, cha. Con. Cha. Tiểu thơ, đừng khóc nữa tiểu thơ. Mỹ Lan, Mỹ Lan ơi, ta chỉ muốn chết mà thôi. Mỹ Lan ơi, tiểu thơ, ta chết còn hơn về làm vợ một kẻ ác đức bạo tàn đang dẫm gót trên non sông. Có một mối tình vừa hé ngày đơm bông, trường vất vả. Ta những muốn bỏ đi ngay để tự cứu đời ta thoát khỏi tay một kẻ bạo tàn,
nhưng phụ thân ta ai đỡ đần, ai chăm sóc? Người sẽ buồn giận, lo rầu. Hơn nữa, sau khi ta ra đi, bọn giặc ắt sẽ tức điên lên không cho người yên ổn. Nhưng ở lại đây hy sinh cho người thì còn nghĩa lý gì đâu? Mọi chuyện hãy tính sau, mình trốn đi trước đã, để tránh phiền phức cho lão gia. Tiểu thơ, tiểu thơ nên viết một lá thư tuyệt mạng, rồi ta bày ra một màn tự vẫn trong sông. Tất cả sẽ đinh ninh tiểu thơ vì không ưng làm vợ hổ thần nên chọn lấy cái chết. Thôi, thôi thì tùy em lo liệu. Lòng ta đang rối như một bãi chiến trường. Tiểu thơ hãy theo em. Chúng ta phải thu phép để kịp ra đi trước khi trời rụng sáng. Mỹ Lan, Mỹ Lan nè. Em nghĩ ra cái trò cải dạng nam trang này thật là tuyệt diệu. Suốt dọc đường chẳng ai chọc ghẹo quấy rầy mình gì hết á. Đã nói có em làm quân sư là tiểu thư có vững bụng mà. Nhưng đã gần tới tốt làng rồi đó. Em nhớ đừng có gọi ta là tiểu thơ nữa. Lộ tẩy hết rồi nghe. Và tiểu thơ cũng nhớ đừng gọi em là Mỹ Lan. Cái tên nghe cái biết con gái liền hả? Chứ kêu bằng cái gì bây giờ? Để em coi. À, thằng Tèo. Dạ, rất bình dân, rất dễ gọi. Cái tên đó nghe không có khá rồi. Hay là kêu bằng Tiểu Đồng đi. Đó, cũng được. Còn em sẽ gọi tiểu thơ là Tráng Sĩ cho nó quay ha. Tao ốm yếu như thế này kêu tráng sĩ không có hạ đâu. Vậy thì em gọi bằng thầy đồ. Thầy đồ. Thời buổi loạn ly, thầy đồ dễ bị ăn hiếp lắm đó cưng. Thôi, chi bằng em cứ gọi ta là... Gọi sao? Lãng cả đi. Ta gọi em là chú ba. Dạ. Coi như là anh em ruột, được không chú ba nó? Dạ thưa tiểu thơ. Ý quên. Dạ, tiểu chủ. Không phải. Anh cả. Đúng rồi. Nghe được lắm anh cả à. Anh cả phải không? Dạ. Bây giờ thì anh cả đói. Đói bà nó tính sao đây chú bà? Thì vào xóm kiếm cơm chứ tính gì anh cả. Vào xóm à? Nhưng quanh đây đồng không mong quạnh. Muốn vào xóm á thì phải kiếm đò qua sông, cũng sông ngày qua dòng nước tràn bờ. Dòng đại nga sông bốn mùa nước ngập tràn bờ, chắc chờ sang ngang kinh khai đủ tên tuổi hành trang. Không thì không chở khách hơi để đàn chúng tôi vô khó, chẳng ai dám liều mong khách hiểu đàn phiền khai mau nè. Mỹ bà. Bà nó, dòng đại nha dường như là sinh quán của chàng đó. Biết rồi, nói nhỏ nhỏ, coi chừng cô lái đò cũng nghe. Dòng đại nha nước là đà xanh biên biết, đây là nơi quanh liệt của người hào kiệt lập công danh. Cái thuốc này có
vào bờ theo ngọn sóng. Chưa ta đến gần chàng, vì tiếng nhạc của chàng đang trầm bóng lượn đâu đây. Con à? Dạ. Dạ, xin cảm ơn.
cảm ơn hiền sĩ. Vậy ông không chịu nghe. Nhưng mà chịu ơn thì mời người ta về nhà lo cơm lo nước tạ ơn. Dạ. Nắm tay nắm chân về của anh sao được? Dạ thưa cha, ở đây toàn là người nhà hết mà. Còn tôi đây cô tính sao? Tôi tính năm nên trở về nhà với cha mẹ của anh cho được việc. Cha thấy không? Cũng muốn theo người ta bỏ con mà. Quý, anh Quý, nói giùm tôi một tiếng. Trời ơi, sao đứng yên vậy cha nội? Nè báo, anh chàng kia thật là đẹp trai, nhưng hai cánh tay á thì coi bộ mảnh mày yếu như thịt xì. Người vậy hết mong nhờ cây, mày lại kén được cũng hay. Đón về thì dễ bề nhịn đói. Báo ơi hãy suy cản cùng, người làng trai phải khỏe khoắn. Dầm tình lầy trải gió nắng, nước kỳ tòa là công tử rồi. Dạ bác với hai anh nói chí phải đó. Hai anh em tôi là hạng tư sinh trói gà không chặt, làm nuôi miệng chẳng tao muốn ngồi chi làm khỏi phải lo. Em làm một mình chưa nuôi bãi tám miệng ăn mà. Đùa đùa, trời Vinh Quý nghe coi có được không? Anh bạn chớ nóng trong rừng, chúng ta chỉ tin nghỉ nhờ một lát mình sẽ đi ngay. Không đi đâu hết, cứ ở lại. Trời đất ơi, anh nói gì vậy anh Quý? Anh hai tôi đòi khách ở lại đi luôn. Trời ơi là trời, anh muốn giết tôi hả anh Quý? Đừng có trộn trộn, để tôi nhớ. Hai người này tôi thấy nhiều như quen quen. Tôi cũng đã có nghe một lần giọng nói của anh đó thì phải. Đêm 14 tại chợ huyện. Đúng, đúng rồi. Đêm ấy, tôi với chú ba nó đây nè. Hai người đi kiếm một lão già 60 mang đi đàn. Đúng rồi. Nhớ rồi. Báo, mau đỡ ảnh đưa về nhà, nấu cháo cá mời anh em người ta ăn cho mau khỏe. Có này. Đi chà. Anh Quý, anh Toa đập với cô Báo. Yeah, cái tim tôi đi mà. Mày xử cái kiểu này à, tao hết hiểu nổi rồi Quý ơi. Tao bảo trước, quyết giết trước cho thằng nhỏ đẹp trai đó cho anh coi. Lương nè, tao biết mày mạnh đó, nhưng mà có người còn mạnh hơn mày kìa. Tôi không thể nào tôi thua cái thằng nhỏ yếu xỉu đó được đó. Nhưng mày có bằng anh Lý Thế Quân không? Anh Quân hả? Ừ. Chịu thua. À, vậy mày đừng có lo thôi, nghe không? Anh Quân còn phải sợ thằng nhỏ nó mấy phần. Trời đất ơi, nó nói là cái gì mà dữ vậy? Thứ nhất, nó không phải là nó, mà nó là nàng. Nàng là gái gia tài, chắc tới đây để tìm thuốc chữa cho bệnh tim giam. Cái làng này ai chữa được bệnh tim? Có anh Lý Thế Quân nhà mình gặp nhau ngay bữa đầu hòa tiền. Bao biết hai người họ đảo điên. Đảo điên hả? Cũng như bao mới vừa sơ nổ đã thấy lòng bối rối ngập ngờ. Sao nói vậy mày cũng đã yêu rồi? Người ấy là ai, mấy tuổi, tên gì? Dạ mới tức thì, nàng mới gọi chú ba. Gia trả ly kỳ quá đổi ly kỳ. Chưa hết, còn điều ly kỳ thứ hai. Nói đây. Cái anh chàng nhỏ thó đẹp trai kia đích thị là ai nữ của quan huyện Long Biên. Quan huyện giàu nhất nhất lại tới tiêu yêu anh chàng cố gắng. Anh Quân nhà mình thiệt số đào hoa. Tao chỉ xin kiện đây ra. Dạ sao ạ? Lão huyện nghe quan đâu dễ bỏ qua, số muộn gì cũng họ tới thầm ta. Chào lão mà tới đây thì dân làng mang quả phải liệu lường ứng phó ra sao. Thiệt tao chưa biết thì đỡ cách nào, tốt nhất là chạy kiếm anh Quân nè. Thằng Quân sang này giác lưới ôm đàn. Nó đi về phía này nè, con tới đó ngay. Một tấm lưới kiếm cung, một túi đàn sờn dạy. Chẳng lẽ ta sống yên nơi đây mãi mãi? Ngài giọng nhìn bọt nước phủ trùng dương. Đêm lắng nghe câu cổ tích qua đường, bên đống lửa nhóm bạn dài kể chuyện. Không, ta không thể sống im hơi lặng tiếng, buông đời mình theo gió bụi thời gian. Một nửa hồn đau dâm quốc hận lễ tràn, một nửa tương tư về nàng lòng ngỡ ngẩn. Lý Thế Quân, chàng trai lãng mạn, nhớ đâu, thương đâu tâm sự bồi hồi. Người là ai, sao lại biết tên tôi? Ta là kẻ lữ hành thị thiết chánh, góp nước mắt sinh linh tạo thành sức mạnh. Niệm đau thương chung với dạng muôn người, có phải ông đây là? Ta tên Lý Buồn. Người đang dẫn đầu cuộc khởi binh chống kẻ thù xâm lấn. Giảng hạnh vô cùng. Ta nghe biết tên anh nhân qua ngang chợ huyện. Đúng vào hôm anh gây náo động cả phố phường,
bằng một nhát gươm tương hổ thần trọng thương. Thưa, đó là đường gươm họ Lý. Mới vì dân ta đến mời Ngọc Anh cùng ra tay lo cứu nước. Hơn nổi tớ tưởng một gia nhân. Ông biết cả chuyện ấy nữa à? Biết. Đàn tiểu mơ ngọc hồ kinh đẹp thật, nhưng chỉ là ngọn gió thoáng đêm trường. Phải, mơ ước kia có bao giờ thành đạt. Nàng sẽ đi trong một ngày đại cát, về làm phu nhân có tương hồn thật. Muốn gì phu nhân, nàng thực sự không cần ảnh chớ nóng dụng yếu lầm. Để trong tình nàng đã quyên sinh, nàng đã quyên sinh dần. Cả chợ huyện tôn thờ, đến quân phụ cũng lễ phục chính tâm. Ngọc hồ nàng đã quyến sinh, ta lại ngắt hoài trong đam mê mù. Tha thứ cho tôi hỏi người tình chưa hẹn, mà chung thủy nàng giống dạc chứng mình rồi bằng minh mà. Ôi nghĩa nặng tình sâu, trời đất cùng dân sầu, chào biệt một niềm đau. Cái chết tiếc liệt thanh cao, đáng đo dạng vợ kinh nhường. Ta trên đường chia buồn, thôi giả từ ta phải đi. Ngài vừa bảo là đến tìm tôi kia mà. Ta chỉ đi tìm Thảo Kiệt, chung sức việc bất bình, chớ không tìm kẻ thất tình. Rất tiếc mình còn vô duyên. Lý đại nhân, xin ông đừng xét đoán tôi qua một vài cảm xúc bên ngoài rồi coi kính chó là kẻ yếu mềm thương mây khóc gió. Mất lòng hồ tôi quá, mất đi một bóng hình để thương để nhớ. Nhưng nào đánh mất được ngọn lửa thiêng liêng đêm từng đêm trăng trở dục lên đường. Chào cuộc chiến vinh quang từ bao tàn cứu dân thương. Một chút tình riêng đâu thấy đêm từng lớn đại sự. Cái chân của lòng hồ chỉ đốt hận thù bùng cháy mạnh hơn thôi. Lý đại nhân, tôi xin được theo người. Công ta tìm công nguồn đang nghĩa dũng đây rồi, từ ánh mắt đường môi trong phút chốc chục tháng đời mọi bi lụy nhạt nhòa tôi đã lại ghi sắc kiêu hùng cho chàng trang sĩ tuổi đôi mươi. Náo nước rừng rực trong tôi đại nhân ơi, xin người ra lệnh trước lúc lên đường anh không buồn từ giá ai sao. Thân tôi cũng mấy lâu nhờ láng giềng bà con đùm lòng. Trên bãi cát biển quê tôi sẽ đi tiễn tà từ. Lý Thái Quân đáp lời đất nước gọi đã ra đi. Dạ cảm ơn bác, cháu đã khỏe nhiều rồi à. Tiểu thơ ngồi nghỉ đợi một chút nha.
Thằng con trai lớn tôi đã chạy kiếm thằng Lý Thế Quân, nó cũng vừa cho tôi biết. Dạ, dạ mong bác đừng bọc cho cháu à. Tiểu thơ cứ yên lòng, dân làm chài không bao giờ hẹp bụng. À kìa, thằng Vũ Quý nó về kìa. Ôi mà tê, nó có một mình nữa kìa. Dạ, dạ ơi, con tê rồi. Hả? Tê, tê rồi, mà tê đâu? Chắc là đi xa lắm, trên mặt cát, chỗ ảnh với tôi thường giăng câu. Ảnh đã viết gửi lại mấy chữ bạ bờ, nói ảnh đáp lời đất nước gọi phải ra đi. Mau, mau kiếm đâu nước về, cho nó biết có. Tôi đi bác à. Một người đáp lời đất nước gọi ra đi, không ai có quyền kêu trở lại. Cháu xin đón nhận hết đau thương của mối tình ngang trái, để anh ấy được ngày dài gánh lấy nợ. Mình có đường khỏi nạp hải tâm sang hôn cho giặc nữa. Người ta đang quy tụ bề tập màn phán quốc
thử đây nữa kìa. Có người họ lấy giấy bên khởi nghĩa Tạ Công Châu, thanh thế lớn lắm, đại quân sắp kéo tới đây rồi. Mày nói người họ Lý mà, người họ Lý nào? Lý Buông, một anh hùng tài kiếm văn võ. Không chừng ổng có họ hàng và bà con với anh Lý Thế Quân nhà mình đó. Không phải họ hàng mà là đồng tâm đồng chí. Trời ơi, đó nó đã về. Tao ơi, Quý ơi, Lương ơi, mày đang phải phụ giùm tao có đứa nào đây hả? Vậy rồi mày khách biết tao cũng không rực thớ rớt ở chỗ này chờ đó nha. Sao lạ gì, mới 3 năm mà đã thay đổi hết rồi chăng? Dẫn hàng vừa gốc ngọn trái sai quặt, dòng sông đó bị ngoài thank you.
trùng dương thét gào như nức nở. Người con gái còn vui đâu, ước hẹn gì đâu gian dở tình. Sống đời với nhau được. Có phải con đã cưới vợ rồi không? Không. Hay là con không yêu Ngọc Hồ? Dạ, con sẽ yêu nàng cho đến khi nhắm mắt. Nhưng kết duyên với nàng thì không thể được. Tại sao không thể được? Con phải biết người ta đã chờ đợi con đến héo hắt mỏi mòn. Người ta đã yêu con hết lòng hết dạ. Nàng không thể yêu con mãi mãi đâu bác à. Thế Quân ơi, mày đừng dở cái giọng thơ nơi hội bạc đó. Người ta đã vì mày mà bỏ cả cuộc sống cao sang. Đừng như mày là tội tàn phong đau thì mày không có quyền giết người ta bằng thứ ngôn ngữ vô ân của lũ cuồng nhân. Dù vừa ai chúng mình
mình có khuyết giống hô ly mọi rắc rối
vào trong để cha suy nghĩ đã. Tiếng nhạc lại âm vang, tha thiết hiền hòa, vơi vơi rai rứt. Thương ta hay giận ta mà cung đàn tấm tức. Ôi đêm nay sao ta lại thân thuộc với tiếng đàn. Nguyễn Lĩnh, ông có nghe tiếng nhạc quái quỷ kia không? Có, tôi có nghe. Ok. Nhưng sao ngài lại hốt hoảng như vậy chứ? Tôi không hốt hoảng, tôi chỉ bực dọc khó chịu. Ông phải dẫn một đối quân đưa tôi đi tìm bắt cho được thằng nhạc công không chết đấy. Dạ thưa phó tướng, tôi không cầm quân để bắt một người chơi nhạc được. Nhưng đó là tiếng nhạc loạn, nó đang làm điên đảo bên tầng kia. Ông ra ngoài kia mà coi, tất cả sĩ tốt đều ngẩn ngơ như là mất hồn mất kia. Tôi phải giết nó. Dạ thưa ngài, ngài giết nó hay chính nó giết ngài, điều đó tôi không quan tâm. Riêng tôi không thù oán gì với người tối nhạc. Tiếng nhạc đó có thể gây thảm họa cho ta. Dạ phải, trước kia Thái Thú Giao Châu nhà Tề cũng đã rút quân vì tiếng nhạc đó. Đó là tiếng oán hờn của người Giao Châu. Tôi không thể dập tắt nỗi oán hờn của dân tộc tôi. Quỷ lịch, có phải ông mong là phản hay không mà nói năng cạo ngược bằng chừng? Nếu không thể thì mấy đời qua tôi chẳng chung xa. Ta già rồi trong tâm tàn ta không biết kể gì, mai sau khi cuối đời bỗng nhiên bừng tỉnh giấc mơ điên. Để giờ đây trời cho ta được một lần đứng ngay nhìn thẳng mặt bọn mây. À thôi, nghĩa là ông đã phủi tay quên ơn thì chúng phản phát mấy lòng tài. Chỉ có phương đoạn tắc mới tốn sùng ơn danh. Ta người đất Giao Châu hôm nay chuộc tội tìm đường về cõi. Hỏi lắm, chửi quấy. Chỉ cần ta nhát gương thôi, ta sẽ đưa nhà ngươi nằm chung trong đống xác của những tên Giao Châu cứng cổ. Đâu nè, đâu nè. Mấy tên Thổ Tên, không được giết cha ta. Ngọc Hồ, cô sống khô thác thiên, nhận cho tôi ba lãng. Không cần lại, từ đáy mồ Trường Giang ta về đây đòi mạng nó bảo ta. Không, tôi có ép buộc gì cô đâu. Đừng bước tới, tôi biết sợ rồi. Hổ Thân, chạy đâu cho thoát. À, ngươi gã nhạc công. Phải, vậy hiện giờ là bộ tướng quân Nghĩa Dũng, ta được lệnh về đây giết ngay. Vở cải lương Bến Đò Thương của soạn giả Diễn Châu, của thính giả vừa nghe đã khép lại chương trình sân khấu Truyền Thanh hôm nay. Thân mến tạm biệt.